Thưa quý vị, quận Sơn Trà vẫn tiếp tục là điểm nóng COVID-19, liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới. Ngoài phường Nại Hiên Đông thì có thêm 4 phường trên địa bàn quận thiết lập vùng cách ly y tế là phường An Hải Bắc, Mân Thái, Phước Mỹ và Thọ Quang. Công tác kiểm tra, giám sát về đi lại của người dân đang được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ. Ghi nhận tại các chốt kiểm soát ra vào trên địa bàn các phường thực hiện cách ly, trong sáng nay, lượng người ra vào các chốt giảm hẳn, đường phố cũng vắng bóng người qua lại. Đa số người dân đã nắm rõ tình hình tại địa bàn và tuân thủ không ra khỏi đường khi không thật sự cần thiết. Có một số trường hợp muốn ra vào nhưng không nằm trong diện quy định cho phép, thì lực lượng các chốt kiên quyết không cho ra vào, đồng thời giải thích tường tận, nên hầu hết người dân đều chấp hành quay xe về. Kiểm tra lực lượng là người dân nào mà có thẻ của Sở Y tế cấp thì mới được ra vào lại khu phong tỏa, còn mọi trường hợp thì không được ra vào. Đối với một số trường hợp như là đi lấy thuốc thì lực lượng chức năng xử lý linh hoạt, tạo điều kiện cho nhân dân như gia hạn thời gian để vào lấy thuốc rồi giám sát đi ra theo quy định. Mình trực chốt hồi 6 giờ sáng trừ tại khu dân cư đây thì lượng người dân qua đây thì vẫn ít, nhưng mà đa số là họ khắc phục, họ quay đầu đi về. Nhưng mà cũng không còn ít những thanh niên nó cũng cố tình đi, nên lực lượng chức năng đã mời cũng khoảng 5 trường hợp về công an phường để làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên, có trường hợp là người dân xin phép ra ngoài để tiêm vaccine theo quy định của quận thì không được. Còn theo chủ trương của thành phố lại chưa ban hành rõ quy định về các đối tượng trường hợp này, nên cũng khó khăn cho lực lượng các chốt trong việc xử lý ra vào các trường hợp này.